Mời các bạn vào đây. Tới rồi. Wow. Nhà bự quá vậy. Đó đã vậy. Đó tuyệt vời. Ôi ơi. Hùng quá. Trời ơi, ơi là lạ. Con hạt màu hồng. Đã quá vậy. Trời đúng màu hồng mi Buka thích rồi. Ôi, con hạt màu hồng. Để qua không? Phải đẩy qua, đẩy qua. Coi chừng rớt xuống hồ nha. Không sao, không sao, không sao. Ê, cái này vui à, cái này chụp sống ảo là được à. Ê, được á. Quá. Quá. Ôi. Tuyệt vời nha. Trời. Thôi thôi thôi. Thôi té mờ, té mờ từ từ. Mình từ, đi từ, khám phá nguyên cái căn nhà này đi để thôi. Dạ ha. Ờ đúng rồi, vô nhà ngôi trước. Nhà chung hả? Ừ. Hãy đến với ngôi nhà chung của chúng ta. Ngôi nhà chung. Wow. Oh. Nhà bự dữ. Bà ở xong hết, bà đã ở xong hết. Trời. Thiệt á. Trời ơi, trời cái phòng khách thôi hả? Ở đây tổng cộng có 3 tầng. Thì bây giờ tối nay là tôi sẽ ở cái tầng bự nhất, cao nhất. Dạ anh ở tầng 3. Đi đúng. Đi lên mỗi chân ngán chịu. Còn Buka? Em ở tầng 1. Tầng 1 là tầng này. Ủa tầng này hả? Vậy thôi em ở tầng giữa đây được bảo vệ. Ủa chúng tôi là cứu bảo vệ ư? Không phải. Ý là đàn ông thì người ở trên người ở dưới, em kẹt ở giữa. Rồi Si sẽ ở tầng này để gần thân thiện với môi trường à. Gần hồ bơi tối nữa đem ra tắm. Ê cái nhà này mà, cái nhà ba đến mình 50 thiệt sự mà kiếm được chắc cũng tháng ha. Nhưng mà các bạn có biết tại sao hôm nay chúng ta có mặt tại ngôi nhà này hay không? Tại sao vậy? Tại vì mọi người đang đến với chương trình Bí Kíp Ba. Chào mọi người. Đây là một phiên bản rất là mới, một phiên bản mà chúng ta sẽ được đi ra ngoài khám phá những bí kíp cũng như là tìm những mẹo vặt ở chính đời thật của chúng ta luôn. Đúng rồi, Bí Kíp Ba lúc nào cũng thay đổi, gọi là trong sự mới mẻ để phục vụ khán giả. Đúng. Thường thường là ra ngoài trời chỉ nhẹ nhẹ xương xương là phơi đồ, phải ơ đồ thôi. Nhưng ngày hôm nay chơi lớn là cho đi du lịch luôn, quá đã. Đẩy đi qua nước bạn. Đẩy bạn hay nào? Đẩy qua tỉnh bạn. Trời ơi, hy vọng là sau này xin sẽ nước ngoài, em thích đi đâu? Em thích đi New York. Em thích đi Australia. Đi Paris. Italy. Thôi mình là bắt bo thôi. Đúng rồi. Hiện tại thì các bạn đã được đi đến một đất nước rồi đó. Đất nước đất gì? Nước Vũng Tàu. À. Vũng Tàu là gì anh? Thì đó mình đi Paris đó, kế đâu ạ? Paris á. Ok. Và tạm có thể gọi là phiên bản này là phiên bản ăn chơi đi. Ăn chơi đi hả? Phiên bản gì nghe hư hỏng vậy? Ăn chơi đi. Hoặc là chơi ăn đi được không? Thôi, đi ăn chơi đi. Đi ăn chơi. Đi ăn chơi đó. Nghe hư hỏng quá. Ăn là đầu tiên là chúng ta tại sao là ăn à? Ăn có là ăn. Có thật mới mật được đạo ạ. Đúng rồi là ăn. Đầu tiên là phải đi vào đường bao tử trước. Mình phải đi ăn. Ăn xong có năng lượng thì làm gì? Chơi. 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 Thì là ăn chơi đi. Đó, xong rồi tới đi là đi đi, đi ngủ, khám phá. Đi khám phá. Chứ không phải là đi ngủ à. Không, tối là phải ngủ chứ. Đúng rồi. Tại vì cũng mệt chứ. Đúng rồi, đó là một giấc ngủ mà đi vào những giấc mơ đúng không ạ? Một giấc ngủ nghe ghê ha. Giấc ngủ. Giấc ngủ ngàn thu hay sao? Ngủ được rồi. Nhưng mà mọi người cũng đừng quên một điều rất là đặc biệt. Điều gì á? Đó chính là Bí Kíp Vàng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Rồi bây giờ thì mình đứng đây mình nói chuyện nhiều quá rồi, thôi bây giờ mình đi tham quan hết cái nhà này. Đúng đi. Rồi mình phải đi tham quan hết đúng không ạ? Nhưng mà đầu tiên phải đóng cửa, đóng cửa. Trời ơi, an toàn quá. Đi. Đẹp quá ha. Ôi. Ê, cái bếp này nó bằng cái phòng khách nhà anh luôn Buka. Trời ơi, bằng hai cái phòng ngủ nhà Ashley luôn á. Trời ơi, mình nói cái thiệt cái sự nghèo khổ của mình ha. Ôi, nó bự quá anh ơi. Trời, đúng là Buka ha, Buka là đi vô thăm cái bếp trước luôn á. Bếp nè, có gì à, lò vi sóng, lò nướng Buka, rồi Buka, cái micro nè, em hát cho nghe một bài đi. Ôi gì, mình hát nhanh lắm. Alo, alo. Check. Chít chít chít. Ôi, dạ quá đi, tao quan tiếp. Nhiều thứ ủa, quá à. Nhiều phòng. Ôi, phòng ngủ nè. Ê, không cần là phòng ngủ đâu, mình nằm trên đây mình ngủ cũng được rồi. Chạy cái nệm lên. Được luôn. Đây sẽ là căn phòng của SC đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá. Cũng xanh. Ý sâu nè Buka ơi. Ôi. Anh giỡn đó. Giỡn. Wow, đây có gara xe nữa nè. Có chỗ đây xe, Lâm có xe không? Bây giờ chúng ta có sẽ xe cùng, không? Cùng khám phá những căn nhà, lộn những cái khu vực mà các bạn đã dành từ nãy đến giờ. Những căn phòng. Ôi, ôi trên đây nó rộng kìa. Wow. Ôi, có sân thượng. Ê, chỗ này là
này có thêm nha. một cái phòng khách nữa. Đúng. Ở chỗ này karaoke được nè, karaoke có dàn karaoke không cơ? Rồi, nếu như chúng ta làm biến đi xuống dưới quá. Ôi. Ở đây có một cái ban công thì là tuyệt vời. Có hoa đẹp quá cả. Có hoa vàng trên cỏ xanh. Không, tôi thấy lặng lẽ như sao trời. Đố em hoa này hoa gì vậy Buka ơi? Hoa bằng lăng. Đúng rồi, bằng lăng tím. Ôi, có tổ kiến luôn. Mà mình ngồi đây ha, ở trong thì karaoke, còn đây mình gọi là chiêu ngồi cùng bạn bè tâm sự thì còn gì bằng. Nếu như mà tối mà bình thường mà chúng ta có BBQ đó ha, tức là một cái bữa tiệc nướng cũng với nhau cũng ok. Không, Lâm nghĩ nướng đây không hợp lý đâu, mình nướng ngay hồ bơi. Đúng rồi. Ở đây nhìn có view hồ bơi luôn nè. Đâu. Ví dụ như là Buka đang bơi, mình có thể nhìn xuống. Ê Buka. Đúng rồi, còn nếu Buka mà muốn chơi cảm giác mạnh thì từ đây Buka có thể phóng xuống. Giống Sài Gòn Water Park, Sài Gòn Water Bơ rồi đó. Nhưng mà chúng ta phải khám phá cái nơi mà chúng ta ngủ đi. Ngủ đúng hả? Rồi. Phòng ngủ hả? Rồi, xin mời các bạn. Mình đánh trống hả? Các bạn có nghe tin mới làm gì không ạ? Gõ cửa. Gõ cửa tại sao mà mấy bạn có biết tại sao không ạ? Tại vì em thấy á, nghe mẹo là người ta vô là chứ người ta phải gõ cửa để gọi là sao ta? Chào phòng. Chào phòng. Là ví dụ như có ai trong phòng không? Tôi vô nè, thì mình tới nhà người khác mình phải gõ cửa kiểu vậy. À, phòng này có ai đây? Phòng nào cũng giống phòng nào hết à. Phòng nào cũng to như vậy á. Rồi vậy là phòng này của ai cũng được á. Nhưng mà mọi người có biết rằng là khi mà mình vào phòng thì mình nên làm cái điều gì đầu tiên? Mình mở máy lạnh với mở đèn đầu tiên. Đúng không? Không, đúng, mở điện đầu tiên. Đúng. Em phải mở đèn trước. Mở điện đúng không ạ? Nhưng mà mở điện bằng cách nào? Khi mà mình vào một phòng khách sạn thì đèn có công tắc thì mở thôi. Không phải, nhưng mà vào một phòng khách sạn bình thường á, chứ không phải là những cái phòng này. Cắm cái lẻ vô. Đúng rồi, chính xác là như vậy rồi. Trời ơi. Ít ai xài cái đó nữa rồi. Người ta đã tiên tiến hơn nhiều rồi. Xài gì? Người ta mở vô, có công tắc nó tự mở thôi. Đa số là khách sạn vẫn còn cái đó. Cấm thẻ. Cấm thẻ là cái tiên tiến nhất. Không, cấm thẻ mà cái tiên tiến nhất. Đây, bây giờ đó. Giờ vô là bắt. Bây giờ nó có những cái remote tự động á. Vô rồi sọt rồi. À là vô là phải vỗ tay hả? Không, giờ không vỗ tay mà phải remote phải mở. À, nói chung là bây giờ công nghệ quá ha. Bây giờ mỗi người một ý kiến. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái tiếp theo. Đốt, mọi người biết bớ con gái nè. Đố hoài cho cái gì? Đố hoài. Đố gì? Đố cái gì? Đố sự thả lửng gì? Gần đây Si có thấy trên mạng có mấy bạn nữ, mấy bạn chia sẻ những cái tip mà đi khách sạn á, thì Buka có biết không? Không. Không biết hả? Dạ. Là thường các bạn nữ, các bạn hay đến những cái phòng khách sạn chỗ lạ, các bạn hay lo sợ là ở trong đó đặt camera. Cho nên là mọi người có nghĩ rằng là cách kiểm tra camera trong căn phòng như thế nào hay không? Nhìn. Không có biết không? Nhìn. Phải quan sát, thường là ở trong kẹt, trong hốc này nọ. Gương. Đúng, nhìn tivi hoặc là nhìn những cái bức tranh, hoặc là trong những cái bụi rậm, ví dụ cái cây như thế này. Hoặc là mình nhìn chỗ nào mà có cái ánh đèn đỏ nó loe loe ra thì Lâm nghĩ đó là camera giấu kính. Tại vì ở đâu có đèn là ở đâu có hoạt động điện tử. Đúng rồi, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải là tắt hết đèn đã. Nếu như buổi sáng thì chúng ta sẽ kéo hết rèm lại để chúng ta kiểm tra. Có thể sử dụng bằng camera của điện thoại. Chúng ta quẹt lia qua lia lại thì khi đó chúng ta thấy những cái ánh tím hoặc là ánh đỏ thì nó là những cái camera hồng ngoại. Còn nếu như mà những cái camera mà nó tiên tiến hơn thì chúng ta phải sử dụng flash, cũng là tắt đèn hết nha. Đưa flash qua thì cái đèn đỏ của camera nó sẽ phản ứng lại với cái flash của điện thoại. Sao nhưng vậy? Mà mọi người có biết rằng là cái gì ở trong một cái phòng khách sạn là dơ nhất không? Dơ cái toilet, cái khăn, cái khăn, cái ga, cái ga giường. Nói chung là cái ga giường thì mình bắt buộc phải xài. Đúng. Rồi còn cái khăn khách sạn đó là ít khi nào xài không luôn, chứ không phải là ít nữa, không khi nào xài. Bây giờ mỗi người cho một đáp án nè, hai đáp án luôn ạ. Quý vị khán giả hãy thử đoán xem là cái gì ở trong phòng khách sạn mà mọi người nghĩ là dơ nhất. Cái khăn, cái ga, cái thảm chùi chân, toilet. Và tất cả những đáp án đó đều không đúng. Chứ cái gì dơ nhất? Cái mà dơ nhất ở trong phòng khách sạn mà chúng ta đi là cái máy lạnh. Quên mất cái máy lạnh chưa được rửa. Chúng ta hay đụng vô nó lắm, nhưng mà chúng ta quên mất rằng là cái đó rất dơ và rất là nhiều người sử dụng. À, cái công tắc đèn hả? Nó là cái remote. Thì cũng như công tắc đèn rồi thôi, mỗi người cũng bấm một lần hai lần khi mà mình ra vô. Tại vì mọi người biết không, những cái này là chúng ta có thể vệ sinh thường xuyên và đội ngũ vệ sinh sẽ có thể thay thế, nhưng mà cái remote nhiều khi người ta hay bị bỏ quên. Cho nên là thật ra không phải là bỏ quên mà không ai vệ sinh cái remote cả. Kỹ. Đúng rồi. Cho nên là chúng ta nên có những cái bình xịt khử khuẩn
mà chúng ta đem theo. Nó rất là phù hợp với cái thời gian hiện tại, và nó vừa giúp cho chúng ta bảo vệ sức khỏe của chúng ta, mà vừa giúp chúng ta khử khuẩn những cái mà xung quanh mà chúng ta, những chỗ lạ. Đúng rồi, có đem không? Có chứ. Mở ra xịt luôn đi. Không, Lâm nghĩ cái nhiệt độ là hợp lý rồi, cho nên mình khỏi cần xịt đi. Ý là xịt cái đó thôi, để bây giờ chừng nào được mình xịt đi. À, vậy hả? Lâm thấy kỹ quá, thôi mình ở nhà đi. Đúng rồi, kỹ quá, kỹ ở nhà. Kỹ quá thì thôi ở nhà giùm một cái. Nhưng mà mọi người có biết gì nữa hay không à? Chuyện gì nữa? Đó chính là 5 cái món đồ mà free ở trong khách sạn, nhưng mà mọi người hạn chế sử dụng. Không, thật ra em không có sử dụng luôn, nhưng mà em biết 5 món đồ đó. Đó là gì ạ? Lược nè, màn chải đánh răng nè, kem đánh răng nè, đồ chùm tóc nè, bông tẩy trang nè, quét tai nè, ơi tới 6 rồi nha. Mọi người nói cũng gần gần đúng rồi, nhưng mà thật ra nó là khăn là cái đầu tiên. Tại vì khăn này là có rất là nhiều người sử dụng mà nhiều khi vệ sinh cũng không có. Đúng, không biết không người ta theo như cái ý của không mình biết. Và đây là những cái vật lao chủ nào, lao chùi cái gì. Đúng, người ta hướng lên, người ta có thể sáng tạo cái chủ lao. Đúng rồi. Cho nên mình nghĩ là khăn quay mới xài. Đó đúng là cá nhân. Cái thứ hai là bàn chải và kem đánh răng. Ừ. Đó là những cái vật cá nhân mình nên chuẩn bị. Cái thứ ba đó chính là ấm đun sôi. Sao vậy? Có thể có những người sáng tạo, anh họ mua một tô hủ tiếu về tới xài luôn. Đúng rồi, cái họ nguội không có ăn được, cái họ đổ vô ấm đun sôi họ nấu lên luôn. Cái xong cái người ta không có biết, người ta chỉ vệ sinh sơ thôi. Đúng thì rồi. Dầu mỡ nó còn ở trong đó, nó khô lại. Ừ. Cái ấm đun sôi là cái rất khó để vệ sinh. Trước khi mình xài mình sẽ kiểm tra. Thế nó sạch thì xài, không sạch thì thôi. Tôi sẽ lấy cái bình khử khuẩn đây nha. Thì mọi người có thắc mắc rằng là ở trong cái túi của hai người còn lại có những cái gì hay không? Ủa, cái này đồ cá nhân mà mình cũng phe ra nữa hả? Phe đi ạ. Anh đem ra đây. Bây giờ em xài ra trước đi, bây giờ đồ của bạn ra trước đi. Rồi. Rồi, sẽ đem ra đây để nha. Đầu tiên là một cái túi đựng những cái đồ cá nhân, một bình rửa tay. Trời ơi. Rồi. Đồ bơi, một bộ đồ ngày mai mặc và một bộ đồ leo núi. Hết rồi. Khăn đâu? Khăn đâu? Khăn đi nè. Khăn nè. Khăn đâu? Nói cho cố kỹ cho cố rồi. Khăn đâu? Bỏ gọn vào, bỏ trong cái túi ni lông rồi. Rồi bình xịt khuẩn đâu? Đây. Cái này là bình rửa nước rửa tay. Còn cái kia là xịt khuẩn là phải xịt bằng cồn. Ok, mình lấy cái này mình bỏ vô khăn giấy mình lau cũng được. Nếu như mình, tại vì hôm nay SC chỉ chuẩn bị một cái ba lô nhỏ thôi. Đúng rồi. Rồi bây giờ tới Buka đi. Em có ngại ngùng gì không khi em lặn gián em phe đồ ra? Dạ em ngại chứ. Em ngại hả, nhưng mà em vẫn phải phe. Phải chương trình ta là bí kíp vàng, thôi bí kíp vậy phải móc ra chứ. Ủa sao bữa nay em đem hai cái này em không hiểu. Ủa bình thường Buka là hay đem cái đồ màu hồng lắm mà. Đúng rồi, tại sao lại đen thù lùi vậy? Thật ra là bác trợ lý nó soạn đồ, em đi làm gấp quá, về là đi luôn, cái mọi người hẹn hò. Đi làm đi đâu, gấp đi đâu, đi làm là đi đâu? Đi quay đó. Hôm nay mình đi chơi mà. Không, ý là trước cái ngày này nè. Xong rồi bắt bé trợ lý nó soạn đồ sẵn. Em xà đi. Xong rồi em xà rồi em vô em lấy thôi. Rồi đầu tiên à. Cái quạt. Máy lạnh nó bị hư rồi đấy em. Ừ. Ở đây là cái phòng phòng trọ bình dân 30.000 tím. Ở đây là cái phòng phòng trọ bình dân 30.000 tím. Dạ, 20.000 cái quạt này quen lắm á. Cái quạt này là đã từng đi tham gia mấy chương trình cũng đem theo đúng không ạ? Đi làm lúc nào cũng có cái quạt bên cạnh. Quen, quen. Sợ lạnh. Đúng. Sợ lạnh mà đem cái quạt đó. Thở gì vậy? Sợ lạnh. Ủa lộn. Thở gì vậy? Sợ nóng. Trời ơi. Dở ra đồ rối ren hết trơn rồi. Cái này là phụ kiện của con gái. À là kẹp đó hả em? Đâu cho anh coi coi. Kẹp em đem là 1kg gì đây hả? Quá trời. Tại em mua ký mà anh. À, em đi khách sạn rồi đâu có ai đâu mà em đem kẹp dữ vậy. Buka có thử thách dành cho em bây giờ trong một ngày phải thồn hết kẹp trên đầu em không? Không được anh ơi, này ba đầu á. Ba đầu sáu thai mình phải làm được đeo hết đúng không? Dạ. À, đây là cái quần. Rớt cái gì ra vậy? Cái khăn. Cái khăn này khăn rửa mặt. Ủa sao khăn muốn vô quần? Phải không? Ok á. Thấy hợp sao lý á. Mấy trợ lý em nó soạn đồ ngộ vậy. Nó soạn. Nhiều khi tắm xong rồi nhiều khi mình lao cái mặt quần được không? Mình lao cái mình kéo lên. Nhưng mà ý là cái khăn này sạch, cái quần sạch. Bởi vì hồi nãy từ cho cái quần lọt trong cái gì đó mới hết hồn đó. Dạ, cái khăn mặt. Áo này là áo khoác, bộ đồ của em. Ừ, thấy cái ba lô rất nhỏ và nhiều đồ không? Đây một bộ đồ nữa. Quần, cái áo nữa. Áo nữa. Áo quần. Có những cái gì mà không cần trong nắng. À trong nắng. Đi biển là rất cần trong nắng. Cái gương. Nha. À cái gương. Cái này là cái gương. Khách sạn không có cái gương đâu. Cái gương. Ủa nhiều khi cái gương ở trong nhà tắm mình không thể ngồi trong đó, tại vì nhiều người người ta tắm rồi này kia, hoặc là mình không thể nào make up trong đó được, đứng mỏi mình ngồi đây. Cái này kỹ, cái này kỹ. Còn gì không ta? Khăn tắm riêng em đâu? À khăn giấy, em tắm rồi em làm giấy ướt. Hay quá ha. Tại sao nó không để khăn tắm cho em nhờ?
đó. Thì đó, em tắm cả khách sạn đi. Son, lược, gương, với lại một số những cái viên kẹo là khi mà tụt đường á. Bây giờ anh tụt đường quá nè. Nè, ăn đi. Rồi, nè, cái này mới gọi là xịt khuẩn nha. Đó. Đó, tại vì em biết là Buka có mà. Rồi. Rồi, bây giờ tới dạ, Lâm đi. Đồ của em. Bây giờ Lâm xúc xổ đổ tháo ra đi ạ. Đúng rồi. Để xà ra coi. Đây cũng mẹ Lâm soạn cho Lâm nha. Mẹ hả? Đúng là mẹ Lâm. Lâm trời ơi, thấy là biết mẹ tôi là kỹ lưỡng rồi. Đây, nhân đầu tiên là mẹ tôi đựng cái gì đây? Đây là cái quần jean đi chơi đồ này nọ, quần jean nhiều màu. Trời. Đây là cái quần đi bơi đỡ chống nước. Đó. Đi bơi gì ánh màu như nàng tiên cá vậy? Đó, quần dài, thấy không? Dỡ. Sao có một chiếc vậy anh? Một cặp ở trong đó đó. Khăn tắm. Khăn tắm. Thấy không? Quá là chuẩn bị rồi. Thiệt luôn đó. Nè, áo nè. Cái nó mền hay gì mà. Hai cái móc. Hai cái móc. Vấn đề là sợ khách sạn thiếu móc hay sao? Đúng. Ở trong đây cũng là những cái áo luôn. Đó, ta mở ra tiếp theo mà coi cái gì trong đây. Ủa anh Lâm ơi, mình đi có 3 ngày mà mình đem đồ đi 1 tháng hả? Nhưng mà ý là đồ mình mới giặt, mình chưa có kịp phơi sao mà tự nhiên mình đem nhiều dữ vậy ạ? Không, có nghĩa là đi để thay. Đi để thay. Không? Tại vì Lâm hay nhiều khi mà Lâm đi tỉnh nào Lâm thì đăng Facebook đó. Rồi dù nhiều khi những chị em nào mời đi event hoặc là livestream. Mời liền, mời liền. Ví dụ như Lâm ở Đà Nẵng nói, ở Đà Nẵng chán ghê, các bạn nào rồi Lâm không? Thì những chị em tiểu thương mới thấy cái status đó, mới alo Lâm hả? Vì cái món đồ này nhờ em livestream, em có nhận hay không? Nhận chán là vậy đó. Thấy không? Cho nên phải chuẩn bị đồ đẹp. Rồi. Trời ơi, sao bao đen mà bỏ trong đồ đen luôn vậy? Đúng rồi, phải che sợ bụi. Đó, sẽ nhiều lớp như thế này. Rồi anh đem đồ gì nhiều vậy anh Lâm? Thì đó, màu đen là nguyên bộ vậy, giờ anh mặc đồ bộ không à? Đó. Đúng rồi. Trời ơi. Đó, nó màu xanh. Là mua nhiều màu. Ê, anh Lâm nhìn này nha. Giống như một con người bước ra nha. Đó, có một hai, người nó bước ngừ, ra. Ba con người bước ra. Đúng rồi, bốn con người, năm con người. Ê, rồi. Tính ra nha, anh Lâm đem đồ nhiều mà một cái vali rất là nhỏ nha. Là biết cách sắp xếp. Biết hết. Biết cách sắp xếp mới có thể sắp được vậy á. Đúng. Là sao ạ? Bí quyết của Lâm là gì mọi người biết không? Bí quyết là gì? Có một người mẹ biết sắp xếp. Đúng, có một người mẹ tạo tần vì con vì cái. Vậy bây giờ em đố anh sắp vô lại mà gọn gàng và đóng vali lại được như lúc nãy. Mình có cần như vậy không? Cần chứ, rồi đố anh về sao anh về anh xách tay hả? Thì đó, mình chỉ cần bỏ vô từng lớp có cái móc cái mình lấy ngón tay mình móc lên và mình lấy cái gọi là cái áo, cái bao áo đó, học vô một cái bắt đầu cuốn gọn gấp vào như vậy là được. Nhưng rồi. Em sợ. Trời, nhưng mà nhiều đồ quá, thôi bây giờ mình để mình treo lên đi. Nhưng mà xin để ý nha. Ai cũng có những cái đồ để mà chúng ta đi bơi á, mà mọi người hồi nãy có thấy có hồ bơi không? Có. Vậy thì bây giờ chúng ta thay đồ đi bơi đi chứ còn bây giờ còn chần chờ gì nữa à? Thôi, em mặc đồ đẹp bơi luôn á. Em mặc đồ này em bơi luôn hả? Đúng rồi. Thiệt không? Tại mình phải chụp hình sống ảo nữa. Chứ bây giờ mà mặc đồ kiểu mà đồ bơi thì nó hở hang quá em nhỉ? Đúng rồi, anh nghĩ đi bơi phải mặc đồ bộ chứ. Đúng rồi, mặc đồ bộ vậy được nè. Chị hả, rồi nước vô tuột thì sao? Tuột thì thôi. Thì thôi hả? Thôi kệ, thôi bây giờ mình đi bơi đi ha. Đi bơi đi ha. Rồi, bơi thôi. Đồ ăn tới rồi. Dạ thưa tiểu thư. Thưa tiểu thư ạ. Có ta đây. Đây. Wow. Tiểu thư muốn ăn gì ạ? Ta muốn ăn nằm sam hối. Ta muốn ăn nằm sam hối. Nằm sam hối. Vậy hả? Đây. Trời ơi, đẹp quá vậy. Đã rồi, được chưa, được chưa? Có nước nữa ạ. Em chưa, em hái chưa? Em nha. Trời ơi. Mọi người có thấy tuyệt vời không ạ? À? Rất là tuyệt vời, mình rất là chill luôn á. Thích không, thích không, thích không? Dạ thế. Rồi bây giờ Buka uống cái gì nè? Em muốn uống cái nước màu trắng. Mọi người hãy coi Si đây ạ, à. Si sẽ làm dưới đoá. Dưới đoá vậy? Ôi. Nói gì vậy? Đây là dưới tòa sen vàng đó. À, dưới đoá hả? Ê, chị nào mình mới tắm đây? Tắm đây. Vậy hả? Ôi, cho em muộn coi. Anh nghĩ là mình mở nhạc sầm lên. Đó, mình chill quẩy lên. Nước chill đúng không? Nhưng mà trước khi mình tắm, anh sẽ chia sẻ những bí quyết mà trước khi mà xuống hồ bơi. À, đầu tiên là sức khỏe em phải có. Bây giờ có ai muốn cảm như là muốn bệnh, muốn sốt gì không? Dạ không, không em khỏe lắm, đang đi chơi đâu. Khỏe lắm đúng không? Mới tới à, chưa có bệnh gì hết à. Đúng, ai mà thấy người bị yếu thì hạn chế xuống hồ bơi giùm, dù nhiều khi mình muốn cảm. Mà mình xuống hồ bơi thì bệnh mình sẽ trở nặng hơn. À, bệnh ngoài da có ai bị không? Ví dụ à, gọi là bị ghẻ nè, lăn men nè. Lát biến lấy đồng tiền lắm, kẻ tay kẻ chân. Đúng rồi, ủa em bị sao mà em thuộc quá vậy? Quảng cáo. Quảng cáo hả? Là không có đúng không? Đúng, là cái thứ hai. Cái thứ ba là gì biết không? Rồi phải tắm rửa sạch sẽ trên bờ rồi mới nhảy xuống hồ bơi. Đúng rồi, phải vệ sinh cá nhân ở trên bờ xong mới được xuống hồ bơi đúng không ạ? Thì
hình như sao á, em sao á. Con lo lắm lại ơi. Đó. Chuyện với em có thật sự là có thể control được cái con hạt này không ạ? Dạ không ạ. Bước tiếp theo là ăn đừng quá no, thấy không? Đúng khi rồi. Ăn no ăn tràn họng xong nhảy xuống đánh sóng đánh. Ôi, không ôi, được. Ảnh hưởng hồ bơi. Một không hồ bơi mà có sóng hả? Ờ ha, quên. Sóng nhân tạo. Đúng, sóng nhân tạo đó là làm sóng bấm nút. Nhưng mà với em biết là nếu mà mình muốn xuống hồ bơi á, trước tiên là mình phải xối cái nước vô người mình trước để cho làm cái quen. Làm quen nhiệt độ với nước đã, mà xối từ chân nè, xối từ chân xối lên, xong rồi mình ướt, xong rồi mình mới xuống hồ bơi, chứ không thể nào mà từ ở trên bờ mình nhảy cái đùng xuống gì. Đúng. Đó cũng là cái cách mà mình đi tắm bình thường luôn á. Sốc nhiệt. Với lại mình không có chạy giỡn, ví dụ hồ bơi bây giờ rất là trơn, mình chạy giỡn té đập đầu. Với lại ta làm cái kiểu gì nè. Đúng. Nó chân chạy giỡn hụt chân té. Rất là nguy hiểm nên tắm nhẹ nhàng tinh khôi thôi ha. Nhớ là ăn xương, ăn nhẹ thôi, đừng ăn nhiều quá. Nhẹ xương nãy giờ hả? Ăn xương thôi. Ngon lắm ạ. À. À, còn gì để chia sẻ nữa không ạ? Không, Lâm là Lâm thấy là như đó thôi, chỉ cần như đó thôi. Buka có gì chia sẻ không? Đó. Người ta là Buka sai nha. Sai vậy? Em đi bơi mà sao em gắn kẹp, gắn hột đồ nhiều quá vậy? Cái gì là mình phải chụp hình sống ảo. Ai là chụp hình trước đúng không? Đúng rồi. Mày giờ có tấm hình nào chưa? Chưa. Bây giờ tôi sẽ chụp hình rồi. Anh dẫn em nasty để cho anh Lâm. Ê, những này sang lắm luôn á. Nhìn là biết rít kít á. Rít kít đàng hoàng nha. Chứ không phải người bình thường được. Trong lúc các bạn đang sống ảo thì tôi sẽ thưởng thức cái món ăn trên hồ bơi này ạ. À. Một bữa tiệc nổi ạ. À. Ok, Ti nè. Ok. Em đó nè. Chụp không? Anh Lâm em đó nè. Lâm lên trên đó, Lâm chụp nó đẹp. Rất đẹp luôn, nhìn là biết con gái nhà giàu liền. Rồi, mình nhảy xuống đi. Bây giờ hãy chúc mừng chúng ta bay lâu quá, chúng ta một buổi gặp mặt mà hạnh phúc như này. Nhưng mà Buka. Sao em cứ tràn ra ngoài đó, em không bao giờ vô bờ được Buka. Cho em vô bờ. Em đi bờ diễn. Bên là... Bờ bên là em bước đi quên hết yêu thương. Bờ bên là... Bây giờ làm sao là từ thử thách là không có được làm đổ ba cái ly nè. Đúng rồi, anh lôi em vô đi, chuyện nhỏ. Đó. Không, nhưng nhiều khi mình đi làm có những cái phút giây mà thư giãn thoải mái gì quá, quá hạnh phúc đúng không? Quá đi, té. A beautiful girl. Em như đứa trẻ không bao giờ lớn đó Buka. Nè, em định lấy nước mời anh. Buka muốn uống gì, màu hồng không ạ? Màu à? Màu hồng, màu xanh người hay nói à. Trời ơi, khổ quá. Rồi, xin chúc mừng. Yeah. Rồi, bây giờ ba chúng mình chụp một tấm hình đây đi. Chủ động hơn á. À. Dạ, 3, 2, 1. Yeah! Ôi, thật là thú vị, những điều thú vị, những điều bất ngờ này chỉ có trong chương trình Bí Kíp Vàng. Bí Kíp Vàng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ chúng tôi xin phép được tận hưởng cái không gian này riêng với ba người bạn của chúng tôi và một buổi tối tuyệt vời. SC cũng chúc cho quý vị có một buổi tối tuyệt vời luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chúng ta đi thực tế vậy thì chúng ta phải tìm cho mình những mẹo mặt cũng như là những bí kíp đúng không ạ? Đúng rồi. Nhiều à, ít mấy? Ít mấy, thôi rồi.